ngày. Chân kinh kìa, hiệp mặt cho tôi. Bạc tinh âm kiên già ngọc bồi hồi, liền thình mắt ý thôi hoài vòng ma. Nữ, con bình tĩnh lại, nghe ta hỏi, bà của con là ai? Bà của tôi là mệnh phụ phu nhân, vợ của Nam Bình Hồng, tên gọi Thạch Nương Tiên Mỹ Tử. Bà, thế nữ, Thạch Nương Tiên chính là bà, mà vợ của Nam Bình Hầu cũng là ta. Con tìm bà có chuyện chi không thế nữ? Bà là Thạch Nương Tiên, nay con tỉ tấp về báo cho bà hay. Trên thánh hoàng túy tử thâm đa thì tâm sao nữ? Con nói trên thanh hoàng tí tử thậm đa chỉ tận sát. Sát mà sát ai vậy con? Diệt tận sát Nam Bình Hồ giống mạng. Truyền lắp bàn hương ác. Quân ơi, vua quân ơi, thương nhớ ai khói mờ to, đèn khóc ai đèn nhỏ giọt lệ hồng, cây nghẹt che gió lắm hồi quá đông, tạo chi cảnh sinh ly tử.
kế tiếp hoằng lòng trong nỗi đau thương. Xó cảnh đoạn trường sầu ai quán tư lương, ai sắp bài tan điền sanh hương hải, cuộc mẹ dâu bình địa nung công ba. Qua lễ mặn bờ môi, cầm tay nhau trong bụi chia môi, thiếp thầm hồi kim nhật phân ly hạ nhật tay, thiếp chờ đợi sao chàng không trở lại, không bên sông thương vĩnh quyết một con đò. Trào ca hỏi tôi hoàng
Bây giờ mấy chú trai coi vô dọn dẹp đồ đạc đạo cụ đi ha. Dạ. Rồi ra quán ngồi rồi đợi lát qua ra qua tính toán với dạ. Mấy chú trai sao dạ, ha. Ông bầu. Ngọc ơi. Dạ. Con thấy rõ ràng không? Những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt bây giờ đổi lại là những tràng pháo tay cũng đáng phải không con? Dạ. Còn mấy đứa nè, ông người nói với mấy đứa như thế này. Hôm nay là bé Ngọc, rồi ngày mai có thể đứa này, đứa này, đứa này, đứa này, chúng ta tiếp tục cùng nhau học nghề và làm nghề. Dạ. Đó, bây giờ ông Mười mới nhắc lại cái ý nghĩa của bài vị hai chữ tổ sư. Nhắc theo ông Mười nghe không? Dạ. Dạ. Tổ ký tôn lưu, danh thiên tài, sư truyền đệ kế, nghệ trương tôn. Nghệ trương tôn. Đối với bên sân khấu tuồng cổ, chúng ta có cái trình thức vũ đạo. Thì cái trình thức vũ đạo đó đó, nó phải kết hợp với lại cái diễn xuất của mình trong đó. Bắt bộ làm sao cho đẹp, đó là vũ đạo. Nhưng cái thần khí của mình, thần thái của mình phải có. Tại vì anh Long á, là ảnh là bên cải lương, thành ra ảnh khó quá, ảnh khó. Riêng đối với tôi nha, với em nha, em vậy. Thực sự hay. Là hay. Bộ nào ra bộ đó, khi mà làm bộ nữ thì cũng rất là mềm mại. Khi mà bộ mà cần cứng ha, cần là bộ nam ha, cũng rất là đẹp ha. Lúc phi ngựa cũng đẹp ha. Nhảy phất lên cũng đẹp luôn. Hát thì hay luôn. Bởi vì em thích cái này anh ơi. Em thích. Chị cũng vậy luôn. Anh nói sâu về chuyên môn quá. Nhưng mà chị thấy ok. Một tiết mục này tổng thể chị xem chị thích. Vậy thôi, oh chúc yeah, mừng em. Oh yeah, chị yeah, oh yeah, là oh yeah. Tôi góp ý. Như thế chưa chắc lì là tôi đã cho điểm thấp. 9,75. Đậu khó 10. Còn bây giờ là xin mời giám khảo khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Chín phẩy sáu điểm, chúc mừng. Quyết khởi công đã thành dự nước chém các nội chung biển đông. Như ta đây không phục tâm hồn, làm sao có hầu tì gió quân ngưng ác. Cấp báo, cấp báo. Điều chi giặc khốn tàn đã kéo đến làng quê bắt dân chúng phải mò phải trời ơi. nhớ lại con không làm kéo đến làm cô đi cô bắt dân chúng mà muốn tao điều chi giặc hung tàn kéo đến làng thôn bắt dân chúng có con nạp ngọc ngà châu báu. Đúng rồi, hay quá. Ủa, chủ tướng xin chủ tướng triệu lĩnh xuất quân cứu giúp chủ xem lan đi dài xéo quê hương đất tổ. Trời ơi. Tiếp nước đi thôi, uống nước vô. Trời ơi. Có sao không? Trời sao ơi. Không? Trời ơi. Hôn quá. Mà sao mà hôn không lành vậy trời? Trời ơi, đã tôi nói rồi. Trời ơi, già rồi, lớn tuổi rồi. Là tôi không có chịu tập cái chuyện này. Tôi đã nói rồi, tôi bị chúng nhỏ nó dụ tôi. Trời ơi, hả? Nó dụ tôi. Nó nói, tập đi, nó đưa tôi bộ đồ đẹp này. Tôi thấy đẹp quá, tôi bận vô. Trời ơi, tôi làm bây giờ, tôi bắn lên, nó rớt súng. Bản thân tôi cũng vậy chứ gì. Trời ơi, ta nó nghỉ hát lâu ngày, nó nhớ nghề quá trời. Nó đã cần muốn quy tụ anh em lại làm cái trích đoạn để cho vui. Mà sức khỏe đâu làm không có nổi. Con nói sao chứ, con thấy mấy cô chú còn ca hay quá trời à. Đúng rồi đó con. Chính vì vậy á, hôm nay chương trình của tụi con mà nhất định phải mời được mấy cô mấy chú tới đây để diễn với tụi con. Tại sao cô biết không? Sao? Thứ nhất á,
là tụi con muốn làm một cái lễ kỷ niệm mấy chục năm đi hát của cô chú. Thứ hai là thật sự tụi con cũng có ý đồ. Ý đồ, đồ gì? Đồ gì? Nói luôn ý đó. Ý đồ gì? Trong mấy cô chú diễn đang tụi con ăn cắp nghề. Mấy cô chú chỉ dạy cho tụi con cái tuần này nha. Thì chỉ dạy rồi, nhưng mà sức khỏe nó không có cho phép. Chị nói vậy nghe sao được? Sao? Nói như chị thì còn gì là một kiều trúc phượng của Sài Gòn một ngày xưa nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nói cho mấy bạn biết nha. Cô Phượng ngày xưa đó ha, trong cái tuồng ngao sò ốc hến là đóng vai cu cua, thì nó duyên dáng dễ sợ luôn vậy đó. Thôi con ơi, cua ghẹ diễn rụng càng hết trơn hết trơn. Anh không giỏi nói Mỹ Hằng nè. Trời một thời làm mưa làm gió trời qua Bích Phượng đó nghe. Trời ơi chị ơi, chị nói tôi nghe tôi mắc cỡ thêm nữa nè. Chị ơi, tôi thì chị đừng có kể, có người nữa nè. Đâu? Đó anh Châu Dương nè. Khách danh có Đoàn Phước Chung một thời lừng danh khét tiếng. Trời ơi mấy anh chị đừng có nói nữa, nhắc chi cho nó thêm buồn. Tôi ca không nổi, nhưng mà tôi nói thiệt nha, múa ngon ngay nha. Lấy đạo cụ ra liền, coi này nha. Tôi cam lợi anh thiệt. Sáu chục tuổi rồi nha, múa còn ngon vậy đó nha. Sáu chục tuổi mà nhầm gì vậy? 70 rồi nè. Trời. Nhưng mà nói thiệt với bồ ha, nghĩa là 120 chữ của ca một cái một vô chục tuổi rồi. Trời. Ủa cô, con nhớ là con coi hàng rầm luôn cái tuồng ngao sọt hến đó, là con nhớ là cô là đóng cái vai là cua đó ha, là hài là duyên kinh khủng luôn, mà con đâu có nghe cô ca hơi dài đâu. Đúng chung cái thằng Dương Huệ sao dám ca. Thôi bây giờ trước U60 để tôi chỉ ra đi nè. Nhưng mà tôi ca nè, mấy người phải nhắm mắt lại hết nha. Nhắm mắt lại hết mới là tôi hơi ca. Tôi được rồi. Bắt đầu ca nha. Hồ tán theo ra hai tiên thúy chung em đi dèn giờ nhân trách khổ thái nghịch cành trở treo trò đời dấu bê dù không lối đau tạo khang tiếng xấu em mang nhưng đôi với anh em không đối giá thái lòng. Thôi tôi nói thiệt, chị đứa nào ca cho chị mà chị nghe. Ai ca mà chị nhé miệng? Dạ thầy con nhỏ ca nè. Con Ngọc con của anh Châu Dương đi mà. Ngọc à. Dạ. Thường con thấy con đứng ca, xin bữa nay con bận đồ giống đi hát tuồng ấy vậy. Dạ đâu có, con đi học vũ đạo. Học vũ đạo. Dạ. Ba con nói vậy nè, muốn làm nghệ sĩ thật thụ á, mình phải đâu phải là biết ca là không đâu, mình phải biết diễn nè, mình phải biết vũ đạo nè. Bởi vậy á, con mới đi tìm thầy con học đó. Nói thật với mấy anh chị này nè, từ bấy lâu nay á, tôi để cho cháu nó đi học học thêm nghề nghiệp nào vũ đạo nào diễn xuất, còn mai mốt nó có thể nó thế tôi không. Sẵn bữa nay có các anh chị ở đây nè, tôi cho cháu nó hát thử coi có được không. Con đi học vũ đạo mà con học văn hay võ vậy con? Dạ con đang học trình thức vũ đạo đào võ. Dạ. Nè học đào võ rồi, nhưng mà con có thể mình kham nổi cái dây Triệu Thị Trinh không con? Tôi nói cho chị nghe, nói vậy chứ Ngọc nó hát dây Triệu Thị Trinh này là số 1. Sao chị biết? Sao không biết? Tôi đã lén dạy cho nó nè cả tháng nay rồi, đừng có lo. Sao Ngọc? Ngọc được không con? Được không con? Được không con? Con làm được. Làm được. Nó làm được. Oh,
vời vòng khơi tu sáng anh hào của trăng đưa lưu bao chi hùng thì dân sâu tan lũ quân cứ cứ sập đò cùng dân dân người dân mang đến máu xương mình đã vui về hương xưa hết bao đêm cứu dân có phục ngày nào. Ta muốn cưỡi con cho mạnh đáp luồng sống dữ chém cá kình giữa biển khơi chứ không cam tâm làm tỳ thiếp cho người. Cấp báo, cấp báo. Điều chi? Bẩm chủ tướng, bọn giặc là dày xẻo quê hương, bắt dân chúng cốc nạp ngọc ngà châu báu. Cấp báo, cấp báo. Điều chi? Dạ, giặc chỉ hết đàn bà trẻ nhỏ, bắt tráng đinh xứ miệng ngoan ngọc trai. Chủ tướng. Cấp báo, cấp báo, cấp báo, cấp báo. Chuyện gì? Muôn tàu chủ tướng, lửa ngút trời chúng đốt phá làng quê, mong chủ tướng ra tay cứu giúp. Chủ tướng, muôn tàu lẽ nào người lại mắt lách tay ngơ, nghĩ thâm tình quyết nhục với đại huynh mà trơ mắt đứng nhìn chúng tàn sát dân đen để tiếng thét giang trời tây quốc hận. Chủ tướng, xin người mà chủ tướng. Nghe quân cấp bao bên tay ta cấm thù bảo tàng. Đại kiếp người, tàu trần du tướng bắt nắng tay cay, dùng tay bài khí với đất mũi quân. Chủ tướng, chủ tướng, chủ tướng, ta hận lũ ngoài xâm đang về xẻo quê hương cho non núi tổ tiên phủ trầm trống một màu ta. Tình quyết nhục mắt lấp tai ngơ mặt ngoài kia mưa gió tiếng quang than cao giúp mây trời. Chủ tướng, lòng dạ sắt đinh ta đây thề nguyện một lời cùng nghĩa binh phất cờ khởi nghĩa giành lại nước non nhà dấu máu đổ thay. Đại quân lầm đường theo gót lũ ngoại bang, ta đau xót cho người anh cùng quyết thông. Nhưng máu dân rơi là ghi sâu món nợ, đâu thể vì tình riêng mà chung bước trước quân thù. Chủ tướng, chủ tướng, muôn tàu chủ tướng. Vậy tại sao trong lúc nghĩa binh đang nhận lệnh giết quân thù, cướp nước lầm người lại chần chờ chẳng chịu xuất binh, hay là còn e ngại thương tàn huynh muội? Chủ tướng, chủ tướng, chủ tướng, xin chủ tướng hãy ra lệnh tấn công. Chủ tướng, dẫu cho ngàn bão giông nguy hiểm chật chân, thề quyết tâm cùng đấu tranh với phường ngoài xâm.
lại tình nhà. Vì non nước giết trò quân xâm lược, giết trò quân xâm lược, trên tấn bay. Dầu cho có than cơ hồng ta biết nèo cờ, xuống lên quân xâm lược gì con. Mọi người ơi, con tôi đã làm được rồi. Cẩm Ngọc vừa hoàn tất phần thi của mình với sự hỗ trợ của một lực lượng vô cùng hùng hậu. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự đóng góp, hiện diện hết sức quý báu và giá trị này của các cô chú, các nghệ sĩ tiền bối. Trước tiên thì anh xin cảm ơn tác giả và cái người dàn dựng cho em cái kịch bản này. Thật là hoành tráng, thật là đúng với cái nội dung mà sao nó ngôi trong cái tập cuối này, tập chung kết. Và hôm nay anh rất là khâm phục em đã vượt qua 12 vòng thi để đêm nay em tỏa sáng trong chương trình Sao Nó Ngôi. Và hôm nay tiếng hát của em rất khỏe, mà hôm nay thì em lại làm đào võ, mà cái áp lực khi mà mặc cái bộ đồ lên mà để ca hơi dài, nó làm cho cái hơi của mình mất đi ít nhất 30% giọng hát. Nhưng ngược lại hôm nay em lại ca quá tốt. Đứng về mặt kịch bản á, thì cái người viết kịch bản này cực kỳ thông minh.
trong một cái khoảng thời gian ngắn á, mà mình đưa một cái hoành tráng vào thì hơi khó, bởi vì rằng là cái hoành tráng nó phải có cớ. Tuy nhiên đùng cái mà đưa lên á, thì nó thành ra buồn cười. Nhờ đấy các bạn tìm ra cái cớ để đưa lên rất là khéo. Cái giọng ca của ông cất lên là nó không có chìm vào những cái giọng ca bậc, mặc dù là những cái người mà chung quanh á, phụ diễn cho em thật ra họ rất là giỏi chứ không phải là gì, nhưng mà cái giọng ca của em vẫn nổi. Cái đấy là cái khó, mà cái đấy là thực sự là nối ngôi thật đấy, chứ không phải đây mình diễn cái điều ấy đâu. Thì đúng là cái giọng ca của em nó bật lên. Em hát cái giọng rất tốt, rõ lời, cái dàn dựng có tính toán, có sắp xếp, hoành tráng rất đẹp, quá tuyệt vời. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn danh ca Phương Dung. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng biết số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, số điểm của khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc là 9,6 điểm. Xin được chúc mừng. Xa cố hương muôn trùng ta lướt dầm, lòng mong sao nguyện báo sông Mã Phú Cừu. Này con ơi xin hiếu cho tình thâm mẫu tử, nguyện với lòng trả sông thù xưa. Có con ngựa ô anh có tay kiệu nha, anh cha bạc lúc lạc đồng đen bông sen lá dần dây cuông ngọc thắm anh bịch. Ôi ăn gì vậy, cho tao ăn với coi. Ăn gì, tụi tao nhậu. Cho ta uống đi. Nè, cho uống ly đi. Đương mà giỡn với ba làm gì? Thôi đi đi. Trời, cho tao chơi dữ. Đúng rồi. Cho tao để ba lại chơi với tao miếng. Không có chơi với tao. Đi 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 đi. Tao muốn chơi. Đi về đi. Mày. Mày ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Mà sao? Đẹp ai, đẹp quá. Cho trời đất ơi á, canh tuần không canh tuần, nhậu nhẹt. Nè, để đại nhân biết được là chặt đầu từ đứa nghe chưa? Ôi chú cho mà ơi, chặt đầu cái chỉ mà chặt đầu. Bây giờ nè, canh tuần cho cẩn thận, nhớ đại nhân giao trách nhiệm không? Ở đây nè, để cho Cao Loan Anh công chúa nó qua được cửa thành á, chặt đầu từng đứa nghe chưa? Biệt rồi. Biệt quá. Nói hoài à. Rồi quá. Cái gì thì cái phải cẩn thận chứ. Rồi. Vô đứng canh cho đàng hoàng. Biết rồi. Ủa ơi, đừng đi canh cũng được, đi đâu? Có đứa con gái mà làm quá lên. Đúng rồi. Khi mà đàn bà nó đã nổi điên lên á, tám người như mình canh không lại nó đó. Ôi, con này có gì đâu lo dữ vậy. Cái chù này chú cứ khẹo lo. Thưa vào để coi, một tay em bè gầy cò nó cho ảnh coi. Ai mà gầy cổ ai? Vui gầy cò còn con nhò đò. Cái gì vậy? Vui quá đây à. Nè. Chơi. Vậy chị? Chơi. Vậy chị? Đi chơi với tao nè. Vậy chị? Đi chơi là cướp con ngựa ngựa ô. Cướp con ngựa ngựa ô. Ngựa ô anh cướp. Anh cướp các kiểu trang. Ê ê ê ê ê. Anh nghe cướp bạn lục lạc đồng đen. Cướp tiền lá dầm. Chạy cương đường thắng.
anh đưa nào về Vinh là đưa ý á, à, đưa nào anh đưa nào về Vinh. Hay quá, thú vị quá, hay quá. Lâu lâu chơi vui ghê đi. Đây nào. Con. Mẹ nè. Gì? Mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ đi. Ủa, mẹ hả? Tụi cho mà ơi, em mồ côi mẹ từ nhỏ. Ai cứu em bằng con là em xứng lại bằng mẹ. Mày khùng hả? Kêu em bằng con đi. Con. Mẹ. Mẹ. Không. Mày mới khùng nè, mày mới khùng á. Mày biết ba bị khùng mà mày giỡn với bà. Trời ơi, thôi đi. Cái bà khùng này ngày nào mà chẳng đi ngang cái chỗ này. Không có gì đâu anh. Đồ bà người quen của em. Ăn nhậu rồi mờ cặp mắt. Nhìn cho kỹ. Bà này có phải là bà khùng hằng ngày đâu. Đâu? Ôi chú cha mà ơi. Anh nói đụng rồi. Bà Ni không phải là mẹ nuôi của tao. Không phải. Không phải. Bà là ai? Cha. Nhìn. Cha. Khùng điên đâu không à. Tao không có khùng. Tại hồi đó tía má tao đẻ tao ra. Biết không? Biết không? Không. Không biết hả? Đó. Đó tụi bay thấy chưa? Đó là ma ngăn trước ngõ. Đó. Nói là quỷ đón sao hè. Tao sợ lắm hè. Kiện căng dôi căng hoài không ê cái gì vậy? Ôi, tao nói mày là phu quân của tao. Ê trời trời trời. Làm chồng của con điên. Làm chồng con điên. Ủa, đi. Không chịu làm chồng tao hả? Không mà nói. Này, mày làm chồng tao. Tao đừng có điên mày. Mày. Không, không chịu đâu coi hồi. Không chịu thì tao đi vô. Ê. Vui thôi, đừng có vui quà. Đi về. Ờ, thì về. Làm gì vậy? Chuẩn bị đi lội ngược vòng. Điên, đúng kiểu đi, này điên. Là tao nghi lắm nè. Đi vô canh đi, canh vô canh đi. Đàng hoàng. Ây da, nó bụng quá. Ê, lại nó nghe nè, Chê gì nữa. Ê, canh gác ở đây chắc nó bụng lắm phải không? Ừ. Nó bụng không? Đói. Nó bụng không? Đói. Bắt cho cốc ăn nha. Ồ. Bắt
cho cốc ha. Cốc mà mình bắt ha, cái đầu mình nấu đậu xanh nha, mình ăn cho chua mà. Trời ơi, dễ sợ luôn vậy đó. Gì vậy? Mùa này mùa khô, làm gì có cốc cho mẹ. Tao bắt cốc bằng búa. Bằng búa? Ghê không? Ghê. Tính không? Không tính. Bắt thư thì tao mới tin. Được, không tin. Coi chị bắt cho coi nè. Hey, có một con cốc ở trên mái nhà, nó sa xuống đất. Tao giật cho chết, tao giật cho chết. Tao bỏ xuống ao, tao trao cho sạch, tao trao cho sạch. Tao bỏ vào gặp là hai con cốc. Bắt phù nè. Có hai con cốc ở trên mái nhà, nó sa xuống đất. Tao giật cho chết, tao giật cho chết. Tao bỏ xuống ao, tao trao cho sạch, tao trao cho sạch. Tao bỏ vào gặp là ba con cốc. Một rổ cốc dư ăn rồi, đúng rồi, lấy ra nấu chào anh, đâu buồn quá, lấy. Này giờ là tẩu tường trùng bay dư nè. Tao không có giữ. À, con hùng nó giữ đó. Hùng ơi, đâu rồi? Hùng ơi, đâu rồi? Hùng ơi, đây nè, đây nè. Đem cốc ra Hùng. Này thầy nó đi vô trong đây đi. Ủa? Chết rồi. Nãy giờ không lẽ đó là Cao Long Anh công chúa. Bảo Ngọc ơi. Dạ. Đây là một cái tích của sân khấu Hát Bội. Nó có 5 cái ngũ biến lần mà em chọn một cái điên. Nói gì thì nói thì ở đây là một cái tiểu phẩm, nó chỉ trình làng chúng ta về cái diễn xuất của một cái điên giả thôi, chưa phải là một cái điên thật. Vì vậy cho nên giữa cái giả và cái thật á, nó phải làm sao thuyết phục người xem. Và trong một cái tiểu phẩm này á, cái mà để thể hiện tài năng ca diễn của em á, nó không có làm cho cái người xem thu hút. Những tập trước em chọn nhiều cái tiết mục hay hơn, tốt hơn, biểu diễn vũ đạo nhiều hơn, ca nhiều hơn, xúc tích nhiều hơn. Nhưng hôm nay em lại chọn một cái tiết mục nó không đẩy được nhân vật, không đẩy được cái điểm mạnh của em. Con diễn rất tốt, hơi ca rất hay, mà cô không thấy. Diễn cái điên đó thì cái dạng bình thường thôi mà. Dạng hài đó ai làm cũng được. Con ca hay, diễn tốt, không có chỗ để thể hiện. Con bài chút xíu đầu lý đó là không đủ để người ta cảm nhận được cái hơi ca con hay. Lần trước á, chị xem em diễn tuồng cổ, diễn hơi hồ quảng, trời chị mê dữ lắm luôn, rất là mê. Và hôm nay á, trở lại với cái tập 10 này, chị kỳ vọng vô Bảo Ngọc rất là nhiều. Mong muốn xem một tiết mục thật là mãn nhãn và mãn nhĩ nữa. Chỗ chị kỳ vọng chị được nghe một câu giọng cổ thật là hay, mà không có câu nào để mà chinh phục được cái người xem cũng như là giám khảo. Tại vì em là một cái viên ngọc sáng. 9,5. 9,5. Còn bây giờ là thời gian của khán giả tại trường quay bình chọn cho Bảo Ngọc. Thả ta ra. Thả. Các người làm gì? Các người làm gì vậy? Bao ra. Trần Thủ Độ, trả hoàng bào lại cho ta, trả mũ bình thiên lại cho ta. Trần Thủ Độ, Thủ Đô, Thủ Đô. A Di Đà Phật.
xin diện kiến Huệ Quang đại sư. Thiếp xin vấn an bệ hạ. Hoàng hậu của ta đó à? Mà không, giờ bà đã là hoàng thái hậu rồi. Bà vừa gọi ta là Huệ Quang đại sư lẫn Quý Lệ Huệ Tông hoàng đế. Trước đây ngài đã từng là Lý Huệ Tông hoàng đế, còn bây giờ ngài là Huệ Quang đại sư. Đời là dâu bể thế đó, không ai sẽ mãi là chính mình. Từ trước tới nay, bất kể người đời dị nghị bà ra sao, ta vẫn tin bà như tin một vị thánh. Vậy mà bà cũng chẳng qua chỉ là một con tắc kè đổi màu không hơn không kém. Trước đây bà đã là một cô gái dịu hiền nơi bến Lưu Gia. Hôm nay ta chỉ nhìn thấy bà là một người đàn bà dối trá. Hoàng thượng, thiếp xin người chớ nặng lời. Lòng thiếp còn trong ta truyền ngôi cho Chiêu Thanh là để dựng lên tấm bình phong Lý Chiêu Hoàng cho các người tóm thâu quyền lực. Tội cho con gái nhỏ của ta, nào đâu hiểu tâm địa của người đời. Mà hôm nay bà đến đây hẳn là có việc. Điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ nhờ thiếp đến nói với người rằng đêm nay vào giờ canh hai là giờ đại ưu. Huệ Quang đại sư nên qua ngay trong đêm nay là tốt nhất. Ra là vậy. Linh cữu của người sẽ được đưa ra cổng thành phía nam và hoàng tây phường Yên Hoa. Chùa Thượng Quan, chùa Trần Giáo đâu có gần cảnh thành phía nam. Tường thành sẽ được khoét để đưa linh cữu người ra cho kịp. Và người sẽ làm chuyện ấy một mình. Bà đến đây chỉ để mang cho ta cái tin tốt lành này sao? Không chỉ vậy, dù gì thiếp cũng từng là hoàng hậu của bệ hạ. Không lẽ trước lúc chồng đi xa, vợ không sửa soạn đôi lời tiễn biệt hay sao? Tình nghĩa quá. Nào, giờ bà hãy cho ta nghe đôi lời tiễn biệt của bà đi. Rồi mãi đây kẻ cuối
còn trách hờn hay oán hận chi nhau. Tình nghĩa bao năm chẳng vui mặn nồng, từ buổi đầu gặp gỡ nơi bến lưu chờ như định mệnh đã bài. Một chàng trai nhỏ nhã thanh tao, ánh mắt rạng ngời như định đô đất Thăng Long làm nên nghiệp cả cho người sang nước Nam mồ côi quê hoàng. Những mong cầm dông giang sơn mùa dân âu vàng, nhưng dọc đời khác chi dọc sông cuộn sông sức mình đừng trôi chảy làm chi, hãy vì dòng dõi hùng vương non sông đầy chút thang đón nhận luân đời dù nghiệp ngã lắm thay. Nhưng tại sao các người cứ quyết lòng buộc ta đi vào chỗ chết? Bệ hạ hãy xem vật này. Cần dương nhưng chiếu này bệ đâu... hạ đã có những kẻ nhân danh bệ hạ xúi dục chúng dân làm loạn, dẫn chúng nhẹ dạ cả tin sẽ biến cả kinh thành Thống Long qua lệ này trở thành biển ngầu máu đỏ, và để dẹp tắt cái lò lửa đang ngùng ngục hận thù kia chỉ còn một cách: Lý Vệ Tông phải chết. Và ngay sau đây, từ một đứa kim hoàng thái hậu, thiếp sẽ trở thành phu nhân của điện tiền chỉ huy sứ họ Trần. Thuận Tiên và Chiêu Thanh cần một nơi nương tựa vững chắc, phải không? Phải, vì chỉ có cách đó ba mẹ con thiếp mới có thể sống yên thân. Thiếp tin là Trần Thủ Độ sẽ thương yêu con của bệ hạ như con đẻ của mình.
những gì cần nói thiếp đã nói ra. Chỉ mong hoàng thượng hiểu cục diện này là không thể khác. Chỉ mong ngài được thanh thản. Thiếp sẽ ngày ngày cầu nguyện cho người được sớm mau siêu thoát. Giờ khắc cuối cùng này, ta muốn có người ở bên cạnh. Không một ai được chứng kiến thời khắc khốc hại này. Còn nàng, Thiếp không thể. Ta xin nàng, Thiếp không thể. Vậy thì nàng hãy cùng ta ngâm lại bài thơ mà lần đầu chúng ta gặp nhau tại bên nước Lưu Gia. Lần sau cuối xúc động chưa? Còn chút xíu thôi. Còn chút xíu thôi à? Hôm nay cảm giác của Huyền Trâm như thế nào? Em vào một cái vai chính kịch, nhất là một nhân vật lịch sử. Cảm giác nó lạ lắm. Mới đầu thì em cũng lo sợ lắm, tại vì mình cũng chưa từng được đóng những quá thân vào những cái vai mà khó khăn như thế này, mà trong khi đó lại là một nhân vật lịch sử. Ai chọn cho em cái vai này? Dạ con. Con nghĩ gì khi mà con chọn cái nhân vật này? Tại vì con nghĩ con thương. Khi mà con coi cái... Cô sẽ nói giùm cho con. Cái điều quan trọng là sân khấu của chúng mình đó, chúng ta cho khán giả ngày hôm nay nhìn thấy điều tốt đẹp cũng như là những bi kịch trong quá khứ. Cảm ơn con đã dựng cái tiết mục này hôm nay. Chuyện hôm qua nhưng mà bây giờ vẫn mới tinh khôi, và đó là những ẩn dụ tuyệt vời của nghệ thuật cải lương. Một lần nữa cô cảm ơn con và cảm ơn chương trình Sao Nói Ngôi
Cảm ơn quý vị khán giả. Tôi sợ cái cô này á, đóng vai mà hài hước á, hết tuần rồi cũng cười miết à. Rồi giờ đóng vai bi này hết sợ hết tuần rồi cũng khóc miết. Thì chú chỉ chia sẻ với con như thế này, tuy là con có nghề đó, thực chất con có nghề, giọng hát rất là tốt, diễn xuất cũng tốt, phải cần có một người thầy, cô chú thầy cô dẫn dắt con đưa vào một cái quỹ đạo. Mình là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, hài hước cũng phải chuyên nghiệp, bi chính diện cũng phải chuyên nghiệp, thì cái chương trình Sao Nối Ngôi này đã tạo cho con thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Em thì em có một cái chất giọng rất tốt, rất tốt lắm. Cái hơi của em cao trong, là đầy đủ tố chất của một người nghệ sĩ cải lương. Và chỉ có cái này góp ý nhỏ thôi, là em nên phát âm rõ lời một chút. Và tôi thấy em là một người rất là nhạy cảm, mà điều đó rất là cần cho một người nghệ sĩ. Cũng giống như tôi hồi xưa khi tôi đóng vai Lan thì tôi cũng khóc như em vậy đó. Khóc tới nỗi không có buông nhân vật ra được. Tới nỗi là đạo diễn phải biểu là phải ngừng chút xíu đi, ngừng đi để cho cảm xúc nó lắng xuống rồi mới tiếp tục được. Thì tôi thấy em á, tố chất đó là của một người diễn viên mà rất là cần. Nhưng mà đôi khi mình cũng phải biết điều độ một chút xíu. Thì tôi chỉ nhận xét như thế. Riêng cái tiết mục này tôi thấy rất là dễ thương. Xin khen Quyền Trâm trong tiết mục này. Con vừa bước ra, cô thấy rằng con là bà Trần Thị Dung, và chúc mừng con. Một lần nữa xin được cảm ơn những tình cảm của ban giám khảo dành cho chương trình Sao Nối Ngôi với chủ đề âm vang lịch sử, cũng như là dành cho tiết mục dự thi vừa rồi của Huyền Trâm. Và ngay bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho Huyền Trâm. Xin mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết, 10 điểm. Xin mời danh ca Thái Châu, 10 điểm. 2 điểm vừa rồi quý vị ơi. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Còn bây giờ là điểm số của giám khảo tại trường quay dành cho Huyền Trâm. Thưa quý vị, điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Huyền Trâm là 9,7. Xin được chúc mừng. Hiền Thế ơi Trương Lan. Hiền Thế, Trang về rồi đó hả? Ta về rồi nè. Trời ơi, Trương Lan, tôi chàng thôi. Đi đâu vậy? Em ở nhà đợi chàng lâu quá trời luôn á. Lâu đâu không biết à. Thì tao nói với nàng là ta đi vô rừng hái thuốc. Thế ta không... đi có chút xíu hả? Chút xíu gì đâu mà dài thăm thẳm luôn à. Dài gì mà dài. Chàng có biết không? Em ngóng trông non đôi khuất tàn dần dương, sao dáng ai vẫn còn xa vắng, bao sầu lo nơi rừng xanh hổ tiêu dần quanh, sao chàng không sớm quay về đây, bước không chịu hiểu hắn có em ở mình nọ ơn mong người thương. Hiền Thế à, nghe ta nói nè. Hiền Thế. Sao? Ta có cương thân nàng dạng khó, đang hoài thai nên mới đi vô rừng sâu thẳm mong cầu mai. Đây là sâm trường sinh nhiều năm, mong Hiền Thế trô sanh bình an, cành hoa đầy thuốc quý để cho hài nhi ta mang về đây. Hiếp đã nói rồi, hiếp và con không có sao hết, ba chàng không có chịu nghe hà. Vô tận rừng sâu săn bắn á, rồi lỡ như có chuyện gì con và hiếp biết làm sao hả? Thôi được rồi, bây giờ ta hứa với nàng là mai mốt ta không đi nữa, có chịu không nè? Chàng hứa rồi đó nha. Thôi chàng ở đây đi, để thiếp vào trong dọn cơm cho chàng dùng.
Trường Lan, vợ của ngươi là yêu dưỡng tu luyện ngàn năm mới được hình người. Nay cùng ngươi xây duyên vợ chồng. Nếu ngươi không tin, hãy mang pháp bảo này về, ngươi sẽ hiểu tường mọi chuyện. Trường Lan ơi, thiếp dọn cơm xong rồi nè. Hiền Thế à? Dạ. Nàng để đó đi. Ta có vật này để tặng cho nàng nè. Vật gì vậy chàng? Vật này quý lắm. Trời ơi, bí mật dữ vậy đó hả? Nè Hiền Thế. Hiền Thế à? Chàng để bỏ nó đi đi Trương Lan ơi. Thiệt sợ lắm Trương Lan ơi. Nàng sao vậy? Chàng để nó đi đi Trương Lan. Chàng để nó đi đi. Yêu ghét to gan. Dừng lại. Dạ thưa ngài, ngài mới vừa bảo ai là yêu nghiệt? Ngươi chính là Dương Bạch, tu luyện ngàn năm trở lại kiếp người, hôm nay đến dân gian diễu cợt nhân sinh à? Hiền Thê, có đúng nàng là dưỡng tinh tu luyện thành người không? Dạ không phải, không phải gì đâu Trương Lan, chắc có sự nhầm lẫn gì đâu Trương Lan. Dạ thưa ngài, tôi với ngài đâu có thù có oán gì, sao ngài lại hãm hại tôi? Không thù không oán. Tại vì loài yêu nghiệt và người không thể sống chung nhau. Ngươi đừng nhiều lời biện bạch, dám diễu cợt nhân gian làm hại đến nhân sinh. Tôi nào phải là yêu, ông đừng nên nói bậy nhờ. Vợ chồng chung sống bao năm, tôi nào có hại đến ai. Ông từ đâu đến nơi này, sao lại chia rẽ chúng tôi? Hiền Thê à, sự thật thế nào, nàng hãy nói rõ ta nghe. Dạ Trương Lan à. Có phải chăng ta đang chìm trong mộng mị, sao lại có chuyện gai ngang? Hiền Thê lại chính là dương tinh. Không phải như vậy đâu Trương Lan. Hiền Thê, nàng nói cho ta biết, có phải nàng chính là dương tinh không? Chàng không có tin thiếp. Chàng không tin thiếp. Pháp sư, tại sao? Hiền Thê, pháp sư. Thiên nữ hay cho dương tinh dám hạ xuống trần gian, cùng người trần xe tơ kết tóc, mau quần cốt thú theo ta về non tiên chịu tội. Thiên nữ ơi, tôi tu luyện ngàn năm để trở thành người là để đáp đền công ơn của Trương Lan. Nếu làm người tôi phụ nghĩa ơn như vậy thì tôi còn tu luyện để làm gì nữa thiên nữ? To gan, người và yêu không thể nào chung sống với nhau, đảo loạn âm dương, mau theo ta về chịu tội. Không, tôi và chàng đã là chồng vợ, sao luật trời lại chia rẽ quyên ương? Phải, cho dù Hiền Thê có là dưỡng tinh đi nữa thì tôi cũng quyết yêu nàng. Dưỡng tinh chấp mê bất ngộ, dám cãi lại mệnh trời, mau theo ta về lập tức. Hiền Thê, nếu như luật trời đã không dung. Hiền Thê, không, đứa con của ngươi sinh ra sẽ là yêu quái, ngươi hãy chọn đi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao?
chọn làm sao đây? Khi nghịch cảnh nào nung không, dù cho còn một ngày trên dương thế, tôi cũng phải sống cho tròn vì đau của bạn tâm. Con ơi, mẹ mong con sẽ trở thành người cho dù mẹ phải hưởng quy kiếp thương. Mẹ chỉ xót xa khi con rời lòng, mẹ phải mang thân gọi cốt sống ở trên đời. Lành thai tình mẫu tử Dượng Tinh, nếu như mươi muốn con ngươi trọn kiếp con người thì hãy mau quần cốt thú cùng ta về đón tiếng tu luyện. Trời ơi, còn lại một giây thôi, mẹ xin nhường lại cho con để con sinh ra là một con người trọn vẹn. Dù chỉ được mấy ngàn ngày hạnh phúc, mẹ cũng vui mừng khi trọn kiếp nhân sinh. Quên tiếp đi Trương Lan. Dượng Tinh, thời gian đã hết. Đừng nhiều lời, đừng mau theo ta về non tiên lập tức. Cảm ơn các nghệ sĩ Minh Trường, Nhã Thi cùng với các bạn diễn đã hỗ trợ cho Phương Cẩm Ngọc hoàn tất phần thi của mình một cách xuất sắc. Và cái vai diễn này thật sự hết sức nặng ký, dường như là vắt kiệt sức của em luôn. Và không biết là ban giám khảo sẽ ghi nhận như thế nào. Chúng ta cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Cô xem một cái trích mà cô cảm giác là hài lòng. Quá thân một cái nhân vật cực kỳ khó mà làm xuất sắc như thế. Cô cho rằng một sự cố gắng hết sức, ca diễn rất là tốt và có sự hỗ trợ chung quanh làm cho một tiết mục hấp dẫn. Chúc mừng con.
Đối với Phương Tổng Ngọc, như vậy là quá sức với em rồi. Vì vai này không phải là dễ diễn. Vai này có rất là nhiều nghệ sĩ đàn chị đã diễn rồi, như chị Quế Trân đứng kế bên em, chị Trinh Trinh, chị Tú Sương, vân vân, chị Thoại Mỹ đã làm những cái vai này qua nhiều hình, qua nhiều vở và qua nhiều hình tượng, ví dụ là cáo nè, dượng nè, hổ nè. Và hôm nay em cũng đã dùng hết cái khả năng của mình, và mong rằng nếu như càng bước vào trong hơn nữa, anh mong rằng lực của em phải giữ, và quan trọng hơn nữa là sự sáng tạo của người dàn dựng cho em để làm sao cho em có một vai diễn tốt hơn nữa. Chúc mừng em. Về sức Cẩm Ngọc thì rõ ràng hôm nay thì em diễn rất là tốt. Chị không phải là người chuyên về cải lương, nhưng mà chị rất là thích nghe cải lương và thích xem cải lương. Cho nên là cái đòi hỏi của chị là ở cái phần đầu của em, chị cần ở em một cái sự tương tác nhiều hơn nữa, xuất thần nhiều hơn nữa, cái phần đó thì tiết mục sẽ trọn vẹn hơn. Chúc mừng em. Mười điểm từ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long dành cho Phương Cẩm Ngọc. Và bây giờ là số điểm của ca sĩ Đông Đào, 9,75. Còn bây giờ là thời gian dành cho khán giả tại trường quay bình chọn cho Phương Cẩm Ngọc. Chín phẩy sáu điểm, xin được chúc mừng. Alo, alo, dạ dạ, dạ anh qua khoảng Trâm ơi, khoảng bao lâu nó qua được không? À, dạ. Nhanh thôi anh, một tiếng nhanh. Mẹ một chút Dạ một chút nữa anh qua là được nhanh. Dạ, dạ rồi, dạ chào anh. Dạ. Trời ơi Trâm ơi, được không Trâm, mẹ lo quá con ơi. Mẹ bởi gì á, mẹ không có tin tưởng con gái cưng của mẹ gì hết á. Tin cái gì, con biết sao không, con bé Ngọc nó rất là tự ái. Mẹ sợ lỡ mà làm không xong rồi cái không có được á, con biết không. Mẹ đừng có lo, con chuẩn bị nè, trái cây nè, rồi ổi nè, nó ăn trái lên đó. Con ơi, con bé Ngọc nó đâu phải như con mà lấy đồ ăn dụ nó. Mẹ. Gì vậy? Mẹ xúc phạm con gái mẹ. Mẹ nghĩ sao? Mẹ đừng có nghĩ mẹ là vừa là cô giáo của con. Mẹ vừa là mẹ của con. Mẹ muốn nói gì mẹ nói. Nè nè nè, nhắc mẹ mới nhớ, con biết tại sao mà nguyên một trường bao nhiêu lớp mà con không vô, con vô ngay lớp mẹ dạy không? Con không biết, mẹ nói đi. Nguyên một trường thầy cô nào cũng sợ con hết á. Giờ không biết làm sao nữa rồi. Mẹ hả? Thôi thôi, mẹ vô. Ngọc Ngọc bạn con tới rồi. Rồi mẹ vô, giữ cái quạnh cho con mà hú cái là mẹ ra liền. Mẹ biết rồi, mẹ vô rồi. Dễ thương đi. Mẹ vô đi. Ngồi đi, ngồi đi. Bạn ngồi đi. Đây nè. Mình mua 3 hộp sữa, bạn 1 hộp. Uống đi, mình 2 hộp. Thấy gì không? Gì vậy? Kịch bản mẹ mình nó viết cho hai đứa mình hát lễ tri ân thầy cô giáo sắp tới rồi đó. Thấy không? Bây giờ mình hát trước, bạn hát sau nhìn y chang như kịch bản hát nghe chưa? Ừ. Khi thầy viết bàn bụi phấn gơi gơi có hàm bụi nào gơi trên bục trang có hàm bụi nào gơi trên tóc thầy em yêu. Đây ca đúng nguyên kịch bản luôn, đúng kịch bản đi, đọc biết chữ không? Vâng. Mờ à, ngờ ông vọng vọng nặng vọng cổ cô hỏi cổ vọng cổ. Thôi mình không biết vọng cổ. Sao bạn không hát? Bạn hát vọng cổ hay lắm á, mình biết rồi, bạn đừng có giấu nữa nha. Gia đình bạn đó là làm cải lương, cha mẹ bạn hát cải lương. Gia đình mình không có ai làm cải lương hết á. Ôi mình nói bạn nghe nè, bạn đừng có chối nữa. Cha bạn ấy hiện tại còn đang đóng cải lương nữa. Cha bạn tên là nghệ sĩ Châu Dương. Người đó không phải là cha của mình, không phải. Chờ chút xíu đi, ra mở cửa vô cựu lộn tiếp. Chứ gì đó Ngọc đó, con gái của bác đó. Con gà con phá cửa lại là nó không có đi đâu được hết. Bác lại bác nha. Ngọc. Con. Ngọc à. Con à. Con chạy đi đâu vậy? Con à. Sao con nhìn ba hả Ngọc?
con nghe ba nói mà Ngọc. Ngọc à, con nghe ba nói. Thôi ba đừng tìm con nữa mà chi. Bao năm qua con đã sớm quen rồi. Có cha mà khác nào thân côi cục. Cha nơi nào quên bỏ đứa con thơ. Bao năm rồi con đã hận cha. Ba rày đầy mai đó kiếp xa nhà. Kiếp con tầm thân ba là nghệ sĩ. Để con cờ luôn thiếu vắng tình cha. Con có hiểu cho lòng này. Bao năm dài gian lao với tiếng hát cung đàn. Về với đời thì ba chỉ sợ lo làm gánh nặng cho mẹ cho con. Mẹ con thì cứ chặt lòng không hiểu tấm lòng của ba. Vậy rồi ba bỏ mặt vợ con mình. Không con à. Bỏ gia đình, ba bỏ cả con luôn. Ba còn tìm đến để làm gì? Con không cần sự thương hại của ba. Chỉ vì hoàn cảnh khó khăn. Người lớn luôn luôn đổ thừa cho hoàn cảnh. Có ai chịu nghĩ suy cho tình cảm của con khờ. Ba về vội vàng rồi ba lại ra đi. Ba nói ánh đèn sân khấu là niềm tin ba trao gửi. Vậy mẹ với con trong lòng ba không như đứa trẻ không cha. Ngọc à, ba xin lỗi con. Mấy lâu nay ba không có ở gần mà ba săn sóc cho con. Mẹ con á thì đâu có bao giờ cho ba lui tới. Có những khi đoàn về hát gần ở thành phố đó, ba mới về tới trường ba tìm con đó Ngọc à. Ba đừng có đến đi tìm con nữa. Tốt nhất là ba đi luôn đi. Ba có lo lắng gì cho con đâu. Áo quần con học nè, sách vở con đi học á, cũng là lòng từ thiện người ta cho con. Chứ ba có lo lắng gì cho con đâu. Ngọc con,
Em bình tĩnh nghe cô nói nè. Thật ra em đã hiểu lầm ba của mình rồi đó. Em có biết là cái người Mạnh Thường Quân á, mà đã tài trợ học bổng, tiền ăn, tiền học, rồi tất cả mọi thứ cho em bao nhiêu năm nay, người đó là ai không Ngọc? Chính là người đàn ông này nè Ngọc. Đúng rồi đó. Nè, bạn coi đi. Mấy năm nay hả? Ba của bạn đó gửi tiền về nè, đóng tiền học cho bạn nè, phiếu thu tiền mẹ mình còn giữ đến bây giờ nè. Đó, bạn coi đi. Nhiều lắm đó. Con gái của ba. Xin được chúc mừng Phương Cẩm Ngọc hoàn tất phần thi của mình với phần trợ giúp của người cha, đó là nghệ sĩ Châu Vương, rồi nghệ sĩ Huyền Trâm, gương mặt thân quen của Sao Nói Ngôi mùa trước rất được khán giả yêu thích, và nghệ sĩ My Anh. Phải nói là cách dựng chưa có đẩy cái nhân vật của Ngọc lên cao trào. Nó mới tới gần tới, cái nó ngưng lại. Nhưng hôm nay em ca rất tốt. Tất cả những gì mà em đã thể hiện trong cái bài thi này của em đó, nó tròn. Lần đầu tiên được nghe bạn hát và được nghe bạn diễn một cái giọng hết sức là dễ thương, trong vắt, lãnh lót. Ở cái tiểu phẩm này, sức diễn của bạn, tôi nghĩ rằng là nó sẽ còn cao hơn rất là nhiều. Cho nên lưu ý những cái tích tắc, vì những tích tắc nó rất là quan trọng. Với cái tiểu phẩm này, Phương Thanh cực kỳ thích. Bởi vì hiện nay các bạn trẻ rơi vào hoàn cảnh này hầu như là sân hận ba, và cái nét bất cần của em trong cái tiểu phẩm này, em cứ đứng im thôi. Một khi mà trẻ con không thích nữa là không nói gì. Cái nét đó thì Phương Thanh nhìn ra. Chỉ có một cái khúc cuối khi mà gặp ba mình, mà đã thấy ba mình lo lắng cho mình lâu như vậy, thì cái cách diễn nó phải sâu hơn một xíu nữa. Và bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho Phương Cẩm Ngọc. Xin được mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Xin được mời ca sĩ Phương Thanh. 10. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ Thanh Thủy. Còn bây giờ là số điểm của khán giả dành cho Phương Cẩm Ngọc. Chín phẩy sáu điểm. Xin được chúc mừng. Lại đây tao nói mày nghe coi. Bữa nay mày làm gì mà tập tuồng á, mà mày làm gì mày bận đồ hát, rồi sắm tuồng rồi đội mà kim khôi của tao nữa, làm gì? Làm thấy ghê, làm lố hả mày? Bữa nay ông Mười biểu tao tập vai mới, mà bây giờ đóng con trai thì phải hả, bận đồ con trai nè, đội tóc con trai nè mới ra con trai được chứ. Trời ơi. Mà tao nói mày nè, suốt ngày mày cứ lo nhảy cò bẹp hoài à. Mày không có chịu tập tuồng, không có chịu học múa gì hết trơn á. Lát ông Mười ra thấy là cũng đánh mày cho coi. Thôi tao biết rồi. Mấy lần tập tuồng rồi ông có cho tao bận đồ hát đâu. Đúng là tỏ trọng tuồng. Ai biểu mày làm biến chi? Ủa dạ. Đáng mày nói cái gì đó cái thằng lõi con. Dạ con có nói gì đâu. Mày vô chuẩn bị giáo mát tập tuồng bữa nay. Dạ. Lẹ lên. Vô. Còn Ngọc. Dạ. Ông Mười nói với con hoài, con đóng vai con trai là con phải múa bộ kép mạnh dạn lên. Nhưng mà ông Mười, con cái là gì? Con gái mà. Ông Mười tự nhiên biểu con hát con trai, sao con hát được? Cái đoàn đồng ấu Tiền Giang của mình á, vai nào cũng phải hát,
Gái hát dài trai, trai hát dài gái, như vậy mới là hay. Vô tuồng! Dạ, vô tuồng, dạ. Chuẩn bị nghe Ngọc. Dạ. Tài lão quyết hưng binh, sức lão hay lịch chiến à. Lại chiến chữ hồ bố đình. Gã nào lạ mặt, cổ quái hình dung, xa xem ốc nổi lôi công, hai mắt dường dương lộ lộ, nhỏ có nhỏ, danh tánh chi khá tỏ, cha mẹ ở nước nào, đem binh giúp tệ trao, chẳng kiên quay họ tạ. Lớn ăn hiếp nhỏ à. Ăn hiếp cái gì mà ăn hiếp? Người đánh lên đầu con. Ông mười chỉ con rồi. Khi ông đình đạp giày, con phải đỡ giày, đỡ cái cán. Dạ con biết rồi. Biết rồi phải không? Dạ. Nè dạ. Chẳng kiên quay họ tạ. Ồ, đúng rồi đó. Nè, phải gã bảo tàng thiên hạ, tên mới là tạ ôn đình chân thủy. Như ta Phàn Diệm tên danh, phụ thân định công trận quốc. Phàn Định Công thở trước, gặp ôn đình. Đó, thấy chưa, vỗ nhẹ nhẹ thôi. Tao đang sung, tao đang sung. Gặp ôn đình còn phải kiến nhường, huôn chi mi là tiểu bối chi nhân, mà ra giữa xa trường nạp mạng như mày. Sách có câu, quả trăm tuổi vẫn là loài quả. Sáng sao bằng phượng hoàng sơ sinh, gặp ta mạng nó sẽ bỏ mình. Chọc đến ai kìa, chọc đến Diệm, Diệm đâm đổ ruột à. Đập coi đạp quả con, đập gì vậy? Dạ, Phàn Diệm cũng đâm ông đình mà. Phàn Diệm đâm ông đình nha. Dạ. Giỏi ha. Được rồi, muốn đánh phải không? Đánh. Đánh thì chấp con nhất thủ, nhất thường xí. Xí, xí. Cha mày xí cái gì? Ông ơi. Gì? Cho anh hỏi cái nhất thủ nhất thường là gì vậy ông ơi? Đồ ngu. Con nhà nòi mà nhất thủ nhất thường không biết. Nhất thủ nè. Dạ. Ông chấp mày một tay nè. Nhất thương nè. Dạ. Một tay cầm thương nè. Dạ. Giỡn giỡn chơi. Dạ chả. Biểu mày, bữa nay mày có hai tội. Cái tội thứ nhất, hát vai con trai mà hàng đầu không kỹ. Cái tội ra sân khấu rớt mão là tội lớn lắm nghe con. Mười đánh con hoài con không hát nữa đâu. Không hát dễ thôi. Thành, dạ. Mười làm gì vậy? Tao lấy cây giáo của mày. Cây giáo của con mà. Tao lấy cây giáo của mày. Dạ, dạ. Ông ơi, cây giáo của con. Bây giờ mày không hát phải không? Con hát, con hát. Mày không hát, tao để cho thằng Thành hát. Đưa đây. Con hát. Mày hát phải không? Dạ hát. Thành xê ra mày. Anh Thành, anh bịch cái đầu lại giùm em đi. Đứng dạ. Lên đàng hoàng. Lần này con không có nhịn ông Mười nữa đâu. Mày làm gì nữa tao? Đánh cho ông Mười biết. Đánh. Ui.
Ủa Mười làm gì vậy? Mười nghỉ mệt hả? Nghỉ mệt thằng cha mày. Ủa Mười làm gì? Trời ơi, ông định ra miếng hồi mã thương. À. Nè, miếng hồi mã thương là miếng cậy của ông định. Ngày xưa từng chém đầu Khương lên ta. Diễm. Dạ. Con có đủ sức đủ tài, nhào vô phá miếng kiếm ăn con. À, tưởng miếng chi đằng lạ. Miếng này là miếng hồi mã thương. Ngày xưa bởi vì Khương Linh Tái vô ý nên bị rơi đầu. Còn bây giờ Phan Diễm, xem Diễm phá đi nè. Mày hả mày? Tôi biết thì quỷ cá giang vô xem mấy binh chẳng phải lẽ thua, mau trở ngựa kéo lầm mua tà đóng thiền quân chi trai anh hùng thề ra quay thích thương ôn định nhầm bên vai trung mà quân di thù. Hay lắm. Đúng rồi đó. Hát gì vậy là vô tuồng. Bây giờ hai đứa bay. Dạ. Trụ cái bộ cuối, ca bài nhạc cuối trụ cho cái tuồng sang hậu cho ông người nghe. Dạ, được. Hey. 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 Trung quân ưu quốc ta quyết chỉ dần lo gì hey. Chung dấu bao nhiêu điều sinh tử không hay chi. Ngày sau sứ sanh lưu truyền muôn đời lên tiếng vang, ai nào đáng cho riêng mình cơ đồ thêm chứng an viên thân ta chỉ giang sang bậc hồng tươi anh dương qua. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Thái Hòa Hoàng Thanh đã hỗ trợ tiết mục dự thi cho thí sinh Bảo Ngọc của chúng ta. Chú Mười diễn quá hay, múa bộ quá đẹp. Nếu không có chú trong cái tiết mục này thì nó sẽ không làm cho người xem cuốn hút theo. Phải nói là cái tập vợt của Bảo Ngọc về những cái bộ đánh đó chưa chuẩn. Cái gì cũng tốt, chỉ con cái là mình thiếu thời gian tập, đúng chưa? Vì vậy cho nên là những cái bộ tịch đó anh mong rằng nếu như đi vào trong nữa thì phải chỉnh chu cái đó. Bạn được hai điều được ưu ái. Thứ nhất là bạn rất đẹp, rất sáng sân khấu, đẹp như Quế Trân luôn, sáng lắm. Và điều thứ hai nữa là bạn được cái gì? Sự ủng hộ của gia đình, quá tốt, bốn đời nha. Cho nên phải cố gắng hơn nữa. Một tiết mục này là một tiết mục hoàn chỉnh, rất là hấp dẫn. Nhưng bản thân mình đã được hỗ trợ quá kỹ, cho nên tiết mục sau phải cố gắng hơn. Tiết mục của em thì vừa phải diễn rất đúng với cái nhân vật mà lần đầu tiên bị giao một cái vai rất là ngược, những sự vụng về cực kỳ đúng, nhưng mà lâu lâu phải cho những động tác chuyên nghiệp một xíu. Cảm ơn em rất là nhiều. Vâng, xin được cảm ơn ban giám khảo. Để xem Bảo Ngọc đạt được mức độ nào qua số điểm của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 9,75. Xin được mời ca sĩ Phương Thanh. Cũng có một sự khuyến khích cho em. 9,75. Còn bây giờ là số điểm của khán giả dành cho Bảo Ngọc. 9,6 điểm. Xin được chúc mừng. Thường lệ chín suối ta đã ôm về dương gia không thể mở giết đi.
bơ cao hoài đức, giả mi làm danh tướng, sao chẳng biết giận thời. Ta bảo cho, đầu nam đường mi sẽ được công hầu, còn phò tống thất thì đầu rơi khỏi cổ à. Dư hồng chớ lấy mùi thơm mà nhớ, nhớ sao đặng thần ngư. Bắt được ta rồi, muốn giết muốn chém mặt tình, đừng nay mi dắt vào, mai lại dẫn ra, làm nhẹ thể cao gia hoài đức. Đức ơi, đức ơi, giết mi ta chẳng giết, mà tha ta lại không tha, nay ta dẫn vào, mai lại dẫn ra, ta mắng chửi Tống Dương khôn giận. Sông thiên chi nổ, xúc phạm Tống gia. Miệng khoe như pháo nổ, giờ lạc hạ giới tiền. Được rồi, ta sẽ dụng phép tà cho gã cuồng điên hồi tống thất nhục quân mã chủ. Nam mô vô lượng thọ Phật, án thiên, án địa, hồ võ, hồ phong, tốc triệu âm binh, đồng lai thỉnh lệnh hồ. Dòng tam vị linh quỳ, lệnh thầy sai cắt tóc ra đi, lệnh thầy triệu mau mau trở lại là hỡi ông mình ơi. Hoặc ca hồn ở cây xanh cây da, hoặc hồn ở cành tung này cội thọ, hồn chớ thấy các gầy hồn bỏ, hồn chớ thấy các gió hồn chê, dương gian là cảnh âm phủ là quê, chưa mang trăm mang số thì về, lai gặp bổn thân lai quên bổn thể. Triệu ô mê quỷ có điều chi không mà quốc sư? Bản quốc sư triệu ô mê quỷ về đây, cậy nhà gã cầm binh đánh giặc. Đánh giặc? Mô Phật, mô Phật, quỷ xưa giờ ở cây cao bóng mát, quỷ đâu có biết cầm binh đánh giặc bao
giờ kêu quốc sư quỷ về. Kêu quốc sư quỷ về. Dạ dạ. Cãi quốc sư. Sư đánh cả ấn ngũ lôi là tan tử bây giờ. Mô Phật. Nhưng bản quốc sư không để là u mê quỷ. Ta sẽ phong chức tước, cải danh diệt tánh cho mi. Nghe đây, phong cho mi chức hiền hầu đại nguyên soái, đổi tên là Cao Hoài Đức. Cao Hoài Đức. Hoài Đức là ta kia mà. Nghe ta dạy đây. Cấp cho ngươi 10 vạn binh hùng, ra chiến trận sát Tống Dương khuôn giận. Dương quân. Chá hảo. Hô đẹp. Được rồi, bản quốc sư sẽ cấp mã thương cho nhà mi xuất trận. Hay. Kim Phương Trung.
thầy. Hey! Trước tiên, Bạch Long xin trân trọng, ngưỡng mộ, kính phục một dòng họ, một gia đình vẫn còn giữ gìn bộ môn nghệ thuật hát bội cho bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Con ơi, con làm chú khóc. Chú nhớ tới cô nghệ sĩ Minh Tơ, cô nghệ sĩ Ba Kiên, cô nghệ sĩ Nhân dân Thành Tôn đã từng diễn vai này. Con làm chú nhớ lại những hình ảnh của những nghệ nhân trước. Mà chú rất là ngưỡng mộ con ở chỗ là con là lớp trẻ mà con còn giữ gìn bộ môn nghệ thuật hát bội là một điều trân trọng, đáng quý đối với chú. Hôm nay con diễn cái vai này, chú nói thật lòng nha, chú chưa hề thấy một cô gái nào diễn vai Cao Huệ Đức. Chú nói thật, hồi nào giờ chú chỉ xem qua những nghệ nhân trước như chú kể. Những người đàn ông người ta diễn cái vai này, mà hôm nay con là một cô gái còn rất là trẻ mà con diễn rất là, phải nói là từ ánh mắt liếc qua liếc lại, từ cái vuốt râu, từ cái xuyến chân, tất cả các cái con làm cho chú khóc, thì không nói gì hơn nữa là thôi, chú tâm phục khẩu phục con, một cô gái vẫn còn giữ gìn bộ môn nghệ thuật hát bội và cải lương tuồng cổ Việt Nam. Đối với Ngọc, diễn một cái vai Cao Huệ Đức này, nhân Bạch Long nói, nó đã quá khả năng của em, như em đã làm rất tốt. Cái điều mà đến giờ phút này anh vẫn còn đau đáu cho bộ môn sân khấu hát bội, đó là chúng ta thiếu cái gì? Cái sự đầu tư. Cái sự đầu tư nó làm sao để cho nó đến với khán giả, nhất là khán giả trẻ, họ phải nhìn bộ môn nghệ thuật hát bội khác hẳn. Không thể là chúng ta đem nghệ thuật ra hát mà chúng ta không chăm chút vào những cái mảng xung quanh. Chúng ta có một viên ngọc, chúng ta cần phải mài dũa để cho nó trở thành là một cái hộp đá có giá trị. Phải nói rằng cô rất là yêu quý và trân trọng những cái vai diễn của con, là bởi vì con còn trẻ quá mà con lại diễn những cái loại hình nghệ thuật như thế này, mà con lại tiếp nối theo cái nghề của gia đình truyền thống, thì cô cũng rất là ngưỡng mộ. Nhưng mà ở đây, nếu như mình cứ hát những cái tuồng cổ như thế này, có lẽ sẽ không tiếp cận được với những khán giả trẻ mới bây giờ, hoặc là giữ gìn nó cho nó gần gũi với cuộc sống của loại hình nghệ thuật này trên sân khấu, bởi vì hiện nay nó đang mai một dần đi và người trẻ bây giờ không ai biết những cái tuồng tích này cả. Chỉ những người còn ngồi đây còn biết được những cái tuồng tích đó. Thì như con là một lớp người trẻ, con tiếp nối cái con đường hát bội này bằng loại hình nghệ thuật hát bội nhưng với một tuồng tích của Việt Nam gắn liền với lịch sử của Việt Nam, và nó sẽ dễ tiếp cận với lớp trẻ của Việt Nam hiện nay và người trẻ sẽ tiếp thu nhanh hơn. Xin được cảm ơn ca sĩ Ngọc Ánh. Và đây cũng chính là trọng trách của Bảo Ngọc cũng như thế hệ trang lứa của em, để làm sao góp phần giới thiệu những cái nét đẹp văn hóa của Việt Nam đến cho tất cả mọi người. Đó là một sự tự hào và tự tôn của những người con Việt Nam của chúng ta đang đứng trên mảnh đất này. Và bây giờ mời quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho thí sinh Bảo Ngọc. Thưa quý vị, số điểm dành cho thí sinh Bảo Ngọc là 9,6 điểm. Thank you.
Nhưng ai? Ai là thủ phạm? Kẻ nào chủ mưu? Kẻ trực tiếp bức tử Văn Hương là thái giám, còn kẻ chủ mưu là Đông Cung Thái Tử. À, thất phụ Long Sưởng à? Dạ. Có thật như vậy không? Có thật như vậy không? Ta thật không ngờ. Cách đây 2 năm, Thái Tử là một người siêng năng hiếu học, có tâm hồn sáng trong tươi đẹp, thông lễ nghĩa biết điều phải lẽ hay. Cho nên trước bệ rồng ta đã trình tâu, xin lập Long Sưởng làm Đông Cung, và còn mang lòng gả Huỳnh Mai. Nhưng tại sao Thái Tử bỗng dưng tánh tình đổi thay, chỉ trong một vài năm nay lại trở thành kẻ mất hết lương tâm? Thưa thúc phụ, hiện nay Thái Tử tự đêm trà đình suốt cả năm canh, cùng mà với bọn gian manh ức hiếp dân lành, chẳng kiên nể chi ai. Chưa lên ngôi mà Thái Tử đã còn như vậy. Một khi đã ngồi trên ngai vàng rồi thì non sông Đại Việt này sẽ về đâu? Chưa đầy 300, kể từ ngày Trần Lão Tướng về dưới trướng của ta, báo cho ta biết sự nhũng nhiễu của một số quan lại dùng Hải Đông tham quyền cố vị. Vì bận an dân, ta chưa kịp đi thị sát để làm rõ trắng đen, và cũng chưa kịp trình với Thánh Thượng xin lệnh giải cung cho Giang Hương. Thế mà chưa kịp tâu trình thì nay đã nghe tin Giang Hương bị bức tử. Ta thật không ngờ trong nội cung lại ỷ thế cải quyền, ngoài mở quyền vô nhũng nhiễu nhân dân, cơ nghiệp của Lý Triều do công lao các bậc tiền nhân xây dựng, nay chẳng lẽ vì bọn quan quan ỷ thế lộng quyền và bọn quan lại tham quyền cố vị mà trở nên tan tác hay sao? Bẩm thái quý, tôi nghe được âm mưu của bọn chúng giết hại Giang Hương là cho đoàn Hồng Loan. Nay mai đây tên thái giám đi lộ Hải Đông trao cho Triệu Văn chiếc áo ngự hàng của đoàn Hồng Loan. Thưa ngài, tôi nghi ngờ đoàn Hồng Loan là gián điệp tống ban. Hả? Gián điệp tống ban? Dạ. Như vậy thì giang sang của nhà Lý nguy mất. Ta đã nghi trước việc này cho nên tấu trình của hoàng thượng xin lập ra các bạc dịch phường nhằm ngăn cản sự qua lại thông thương, và cùng với Văn Nghị đại phu Trầm Trung Tá xin khoan sức dân cùng trị bọn lỏng quyền. Người lương y phải biết đưa những liều thuốc đắng đó vào trong nội tạng bệnh nhân, như thế mới cứu được người, như thế mới là một lương y giỏi. Ngài nói đúng, đất nước ta hiện nay như cơn bệnh ngặt, đang chờ vị lương y đó. Nhưng họ đã tìm được chưa? Trong hoàng tộc bây giờ còn ai cao hơn Long Sưởng nữa? Với đức độ và tài năng của người lương y giỏi, không cần là người trong hoàng tộc, mà chỉ cần người đem tài ba ra chống dưỡng sang hà, người đó chính là... Là ai? Là ngươi! Là ta! Thưa dân, vì dân là vì xã tắc non sông, xin thúc phụ được tự nang. Đã đến lúc dân lành cần đến một minh quân kế vị. Thái quý! Thôi! Các người đừng nói nữa, ta không muốn nghe dù chỉ một lần. Ta trở về dưới trướng này lầm rồi chăng? Về thiên đức, về trong lúc đất nước đang ngửa nghiêng, đang mong chờ một đấng binh quân xây dựng xã tắc, giữ vững cơ đồ,
với ý toàn dân. Họ đang hướng về thôn phủ. Thế mà thúc phụ lại từ chối. Hay là vì thời gian điểm tuyên pha sương, tuổi già sức kiệt, mong thân già hạ. Hay là thúc phụ ngại khi thẳng tay trừng trị bọn một nước sâu dân có liên can đến hoàng gia. Hay là thúc phụ sợ rằng gãy đổ duyên tình của em con là quận chúa Quỳnh Mai cùng với lại đông cung thái tử, nợ nước, tình nhà, nghĩa cháu, tình con đã làm cho thúc phụ trùng tay nhẹ dạ rồi sao? Hiến đức dạ. Tiếng trống à? Các người có nghe không? Tiếng trống dồn dập. Chắc là có nỗi quan tình gì cho nên mới có người giống trống kêu quan. Ok, chào giám nghị đại phu. Tôi vừa nghe tiếng trống đánh trước sân đơn. Xin chào thái quý. Mời ngài. Đây là... đây là Trần Trung lão tướng. Dạ. Chào đại quan. Còn kia là hiền địa của ta, Tô Hiến Đức. Dạ. Có chuyện gì mà ngài quan lâm tại sao một cách vội vã, không báo trước để ta chậm trễ tiếp nghinh? Và còn tiếng trống. Có chuyện gấp cho nên tôi mới vội vàng đến đây để phi báo. Trên thanh hoàng long thể bất an, mây trăng qua không thể lâm triều. Như thường nhật tôi vẫn vào để chầu thánh chúa, nhưng ngày hôm nay vừa đến sảnh rồng thì tôi bỗng nhiên thấy một người phụ nữ quê mùa đang giống trống kêu oan, xưng là Lê Thủy, mẹ của cung nữ Giang Hương. Trời ơi, đang bị quân cấm vệ ngăn không cho giống trống. Hiền nội tôi, đó là hiền nội tôi. Đại phu, thái quý. Dạ, xin thúc phụ hãy tha tội cho cháu. Vì nóng lòng chưa kịp nghĩ suy nên cháu đã trao bầu độc dược cho bá mẫu, lên đến triều đình giống trống kêu oan, vạch mặt chỉ tên kẻ bảo tàng, đã làm nhục Giáng Hương, khiến nạt đang mang quan thai 2 tháng, lại còn hành động giả mang sát nhân diệt khẩu. Trời ơi, thái quý ơi, lẽ nào cơ nghiệp của nhà Lý đến hồi suy thoái? Thái quý định liệu lẽ nào nơi biên cương có loạn, ta nguyện sống thác sông pha dẹp loạn, nhưng nay nội cung có loạn thì ta không lẽ ngài đành bỏ gối khoanh tay? Hay là vì thế lực của Vương Hoàng, hay là vì Đông Cung Thái Tử sắp lên ngôi kế vị, vì chiếc ghế quốc trượng mà ngài quên cả muôn dân? Đại phu, xin lỗi vì tôi đã lỡ lời. Nếu đổi ngược lại là Trần Trung ta này thì cũng không thể nào khác hơn. Thái quý, thái quý ơi, trước quy vũ anh hùng đành mạc dân. Chẳng lẽ âm tức thê nhi phong túc đã làm cho lòng ta nguội lạnh? Vì tuổi già sức kêu muốn an thân bỗng lộc mà quên đi nỗi khổ của dân lành. Phải chăng ta sợ quyền quý của hoàng tộc Lý triều, hay là tại vì hạnh phúc của con ta mà ta đành tay ngơ mắt lắm? Không, cơ nghiệp của Lý triều sẽ về tay Long Sưởng. Thoáng chi cái cảnh đổ nát tiêu tàn, bọn giặc phương bắc còn đó
nơi chiến địa từ giữa an bờ cõi chốn kinh thành, ta đem sức tài xây dựng cơ đồ giữa xa trường, ta không sợ mũi dao lạc tên thì diệt quân pháp, ta bất luận hoàn thân quốc thương. Bạn có thấy rằng cái nghệ thuật cải lương, nghệ thuật sân khấu dân tộc của chúng ta là giá trị tuyệt vời không? Dạ, dạ đúng như vậy cô. Khi con cầm cuốn kịch bản, con thoại thôi mà con đã thấy nổi da gà hết. Và trong lòng con lo lắm. Không phải là lo không đóng được, mà lo là mình không thể hiện được cái thần khí của những nhân vật ở trong tù này. Dạ. Và chúng ta thấy rằng cái trách nhiệm làm dân, làm công dân đó, đối với lại cái nghề nghiệp sân khấu rất là cao quý, có phải không Hà Linh? Dạ, dạ đúng rồi con. Cảm ơn bạn. Chú có cái sự chia sẻ với Hà Linh hai điểm. Thứ nhất là về tuồng như thế này, những cái câu thoại là nó có âm gian nhấn nhá, lên xuống giọng, nó khó hơn kịch của bên con nhiều, đúng không? Thành ra không phải để ý cái này. Những cái câu nào mà điểm nhấn nó còn phải sắc nét ra. Và một cái động tác, một cái thần thái của mỗi một lần di chuyển, mỗi một nhất cử nhất động là phải coi như thể hiện ra một cái uy quyền trong cái tuồng đó, mà mình nhất cử nhất động đều có ý đồ hết, để cho khán giả thấy cái vị trí của mình đang là cái gì, một cái chức gì đó, một cái thân phận gì đó, là con thành công cái vai này. Cảm ơn con. Cái vở Tô Hiến Thành dự án này ngày xưa tôi có xem và tôi cũng rất là thích, tại vì những cái người nghệ sĩ tiền bối diễn quá hay, phải diễn quá xuất sắc. Thì tôi cũng có biết Hà Linh trước đây là cũng là một diễn viên hài cả gan mà vào một cái vai như thế này. Thật là cũng quá sức của mình đó. Và tôi cũng ghi nhận cái sự cố gắng của Hà Linh. Nhưng mà có một cái là em chưa có toát ra được cái thần thái của cái ông quan Tô Hiến Thành này. Với lại cái những cái đại từ. Đại từ thì gì, Hà Linh thì đại từ rất rõ. Nhưng mà chưa có điểm nhấn. Bởi vì cái những cái vai này nó phát âm đó. Thì cái này nói đi góp ý cho những có dịp nào mà Hà Linh có thể đóng những vai này thì Hà Linh chú ý. Là vì có cần thiết có những câu mình phải gào, có nội lực từ trong đi ra, thì Hà Linh thiếu cái đó. Nhưng mà cũng không trách, bởi vì em chỉ là một diễn viên hài mà em đảm nhận một cái vai, dám hát những vai như thế này thì là cái sự cố gắng. Và tôi cũng ghi nhận cái sự cố gắng đó. Rồi, xin cảm ơn em. Ngay bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho Hà Linh. Xin được mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. 9,75. Xin mời danh ca Thái Châu. 9,75. Và xin được giữ lại điểm số của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Còn bây giờ là thời gian dành cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho anh Hà Linh. Thưa quý vị, số điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho thí sinh Hà Linh là 9,6. Xin được chúc mừng. Thuyền đã vào đến cửa biển Owa, tất cả hãy sẵn sàng. Hỡi chào phu, tất cả hãy giữ tay chèo, vì sắp sửa có sóng to gió lớn. Thuyền sắp vào cửa biển Owa, sắp có sóng to gió lớn. Gió hãy nổi lên đi, hãy gào thét lên nỗi hận muốn thở. Sóng,
sống hay gầm lên đi, cho đầu trắng khăn tan, cho mây đen kéo đến che phủ cả bầu trời, cho nguyệt nha tự tại với đất trời, tự tá cuộc đời cái đắng. Kìa, kìa kìa sấm giang chớp động biển như đang cuồn cuộn ba đào. Lớp lớp sóng xô đầy con thuyền trống trên sông đánh, chèo quấy chẳng ai gây, khiến trăng quay cuồng như điên dài. Lửa bốc cao trên núi Cánh Diều, Hậu Vương Thiêm một lần mất tích. Lửa bốc cao trên núi Cánh Diều, Hậu Vương Thiêm một lần mất tích. Trời ơi bão táp mưa. Đòi nàng son diện kiến. Thần thiếp xin diện kiến quân vương. Nàng son dám khi quân phạm thượng. Chém! Quân vương! Quân vương ơi, 15 năm ngôi chiếc niềm nghiêng, chưa được quân vương một lần tưởng tượng chuyện ấy. Hơn qua mười mấy năm chưa một giờ chúng. Nay quân vương đến đi đem tình tưởng ban bố. Tình tưởng của quân vương là một tử tình hồi hộp, nó công xuất phát bằng thâm tâm thành thật, khiến lỡ liễu nghi nghiến tiệc no say, tìm tủ vui trong chốc lát số phận. Phi tầng hầm yêu lên tiếng hát, tiếp khẩn khoản được diện kiến quân vương, dù thác cùng cam đành. Nào làm chia hai dân
một tiết mục rất là hoành tráng, từ múa cho tới phục trang cho tới hóa trang chỉnh chu tốt. Thì giọng hát của em vẫn nội lực ca hơi dài mà ngọt ngào và xuống đầy hơi. Bây giờ em đã có những yếu tố sáng sân khấu, có ca hay thì lồng ghép vào đó là em phải có cái thần thái. Khi mà người ta xem em á, người ta sẽ dễ nhớ. Những cái đó là những cái thần thái mà quan trọng nhất của người nghệ sĩ trên sân khấu. Nha Ngọc nha. Tôi thích nhất cái giọng của em, sao mà hay dễ sợ. Và nó ngọt ngào. Mấy cái luyến lấy của em, đúng như chị Mỹ nói á, mai mốt bạn phải chú ý, nếu mà mình đóng cùng một tiểu phẩm mà nhiều vai thì cái thần của cái vai này nó phải khác. Khi mình quá thân vô thần của vai kia là mình phải khác. Tuy nhiên tôi rất là thích cái tiết mục của bạn và thích cái giọng hát của bạn. Và tôi nghĩ là bạn mới chính là đối thủ đáng gồm ở trong cái chương trình Sao Nó Ngôi Mùa này. Cảm ơn những lời nhận xét của ban giám khảo dành cho Phương Cẩm Ngọc. Ngọc thân mến, bây giờ thì em có thể giới thiệu nhiều hơn về người cha của mình. Dạ, ba đi hát là ba lấy nghệ danh là Châu Vương. Thấy ba hát trên đoạn á, rồi ngồi bên cánh gà đó, rồi cái thấy ba hát cái tuồng gì không nhớ, nhỏ quá không nhớ, mà ba bị chém và bị gì đó, rồi khóc quá trời khóc luôn. Rồi cái ba hát giọng cổ hơi dài đó, nghe sao thích quá trời thích luôn, đam mê rồi cái tới giờ luôn là không có bỏ được. Đây, xin giới thiệu nam nghệ sĩ Châu Vương. Dạ, chào anh. Thưa quý vị, còn bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho Phương Cẩm Ngọc. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. 10. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ. 10. Còn bây giờ là điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc. Điểm số của khán giả tại trường quay dành cho Phương Cẩm Ngọc là 9,6 điểm, xin được chúc mừng.